Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa hàng nồi của Mỹ chuyên sử dụng trong những phòng thu. Và đây là dòng loa kiểm âm cực kỳ là xuất sắc. Con này đến từ thương hiệu của JBL. Model là 4312B MK2 Control Monitor. Nếu như em đã biết thì dòng series 4312 thì nó sẽ có rất là nhiều đời chứ mà. Và đời 4312B MK2 Control Monitor là một trong những đời mà vẫn là khá là sâu của dòng sản phẩm Model 4312. Con này thì nó sẽ trang bị chúng ta hệ thống là 3 đường tiếng anh em, bao gồm là một loa bass 30, một loa mid và một loa jack titanium anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về, hình thức còn cực kỳ mới, đẹp lung linh. Đây mời anh em cùng xem. Đây này nó sẽ có thiết kế và nói là cực kỳ đẹp và bắt mắt, hàng vừa mới đẹp lung linh, vuông thành sắc cạnh. Đấy anh em, không có tì vết luôn em mà. Con này là hàng mà mình tuyển lựa vẫn là rất là kỹ luôn. Con này thì nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ và anh em thấy là nó sẽ có một cái vân màu đen nhám. Thiết kế nó phải nói cực kỳ đặc biệt luôn em mà. Các phiên bản trước thì nó sẽ có cái vân màu đen thôi nha em. Còn đây là con này nó sẽ có vân mà họa tiết sần thì cực kỳ đẹp nha mà. Đây là logo thương hiệu của JBL màu cam huyền thoại anh em. Model là 4312B MK2 Control Monitor. Còn đây là tên JBL. Con này được sản xuất tại California, USA. Vẫn là số series. Đây là cấu trúc ba loa trong sản phẩm này, bao gồm là một loa bass 30, màn giấy trắng, vân xếp vải tẩm dầu. Đây anh em thấy là con này phải nói là màn loa còn cực kỳ đẹp và bắt mắt anh em. Một loa mid và một loa jack titanium anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là nó có một lỗ hơi. Còn đây là cặp loa bên cạnh anh em. Đây số series. Con này thì nó sẽ có hai cái crossover để mà anh em có thể điều chỉnh về giải mid và giải jack anh em. Nói chung về hình thức nó rất là mới và chất âm của dòng này và nó là từ trước nay và nó là huyền thoại đấy mà. Anh em mà chơi cặp loa này anh em không cần phải lăn tăng về chất âm luôn. Anh em mà nó là tận hưởng âm nhạc một cách mà nó là tối đa nhất có thể luôn. Đây anh em thấy là loa này nó sẽ có thiết kế là đối xứng giữa loa trái và loa phải cho anh em. Đây một con hiệp chép nó sẽ bên trái, một con hiệp chép ở bên phải, nên anh em trưng bày và nó là cực kỳ đẹp và bắt mắt anh em mà. Còn đây là ơ căng với sản phẩm này anh em. Ơ căng này nó sẽ có thiết kế là vải lưới, còn rất là mới, rất là đẹp cho anh em. Còn phía sau nó sẽ là khung gỗ nữa mà. Đây khung gỗ này phải nói là thiết kế cực kỳ đẹp của anh em và cách cắn của anh em à. Và con này thì tháo lắp căng vẫn là cực kỳ dễ nha, anh em để vào và ịt tay vào thôi thì nó sẽ bám vào luôn nha anh em. Mình đánh giá rất là cao thiết kế của dòng sản phẩm JBL 4312B Control Monitor này. Đây nó rất là tiện lợi của anh em. Đây mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm này. Đây mặt sau của này anh em thấy là cái vân gỗ này thì nó sẽ có ở cái mặt sau anh em. Nên phải nói là từ các phía góc cạnh trong sản phẩm này thì nó sẽ có thiết kế chung cái vân gỗ này nhìn rất là đẹp. Nhưng mà các phiên bản trước thì phía sau nó chỉ là
bâm đen bình thường hơn em, không có cái sừng sờn này. Đây sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là hai cạnh loa nha anh em. Anh em có thể xỏ dây vào hoặc anh em cắm đầu bắp chuối cũng ok. Đây là dòng sản phẩm mà cao cấp nên nó trang bị chúng ta phải nói là đầy đủ nữa mà. Còn đây là cái tem in thông tin dùng sản phẩm này anh em, nó sẽ in chìm đây dưới ta. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn về chất âm của cặp loa này. Mở anh em. MK2 Control Monitor thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video lần tới. Bye.